Hello Hiếu, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì trở lại kênh với kênh Hiếu Chuột. Thì hôm nay thì Hiếu cũng tiếp tục đi săn ong nha. Đi từ sáng tới giờ này chiều cũng là chiều luôn nha. Không có tổ ong để bắt luôn. Nhưng đi theo đường có ông anh ông gặp. Ông chỉ cho bắt tổ của ông anh đồng nghiệp nữa. Ông không có leo được cho nên là ông chỉ cho mình. Nói chung cái tổ này cũng hơi mạo hiểm một tí. Nhưng mà Hiếu có sẽ đem cọng dây theo cột để leo lên, tránh nó nhánh cây nó gãy ra nha. Đó. Cái cây thì hơi cũng hơi cao nhưng mà có bụi lá rồi này nọ cũng hơi đỡ nha. Cây cặp máy kinh nha, hôm nay đi với em trai nè, chào cả nhà đi em trai. Đó. Thì đây cái cây để cho review vô nhà xem cái cây nha. Đây cây này đây đó, đó thấy không, ở dưới đây này, nó lên nè, tùm tùm hết trơn đó, lên đó nhưng mà cái nhánh đâu trên đó đó, nó chẻ xuống qua đó nha, nó ra ngoài á cho nên là khó bắt á. Hiếu hồi nữa Hiếu sẽ lên sẽ nghiên cứu coi cột dây rồi đi bò ra như thế nào nha. Tổ cũng bự á, bự cũng nói chung là cũng bự dừa thôi chứ không bự mấy. Ở đây cũng nguồn mật cũng thấy có bông dừa rồi nữa nè, cũng hiu hiu à, không biết như thế nào nữa, kệ kệ, cầu mong cho được nửa lít thì cũng được nha cả nhà. Giờ đi kiếm mồm những cái tổ ong thì khó lắm, còn đi bẫy chuột thì không có, không có luồn, nắng khô eo hết trơn rồi. Thôi giờ Hiếu chuẩn bị đồ nghề, Hiếu leo sẽ lên review cho nhà xem. Giờ Hiếu sẽ sẵn sàng leo bắt nha cả nhà. Cây leo cũng dễ nhưng mà cái khúc trên mới nó hơi bị khó một chút. Chung nhanh nhanh nó cũng bự cũng tạm được. Ê, nó cái đó mà nó ra rồi. Subscribe nó rồi hái chết nhé anh đặt. Anh cột dây rồi xuống bò ra nữa nha. Ôi trời cái đó ông. Giờ mời cả nhà trải nghiệm bắt với Hiếu nha. Mong trời Phật phù hộ để con cháu ra bắt có mặt đi. À, đây cho con leo lên con bắt an toàn đi được. Rồi cho con cầm tay cầm chân cho con chắc chắc được rồi. Mình có cuộc dây theo rồi nhưng mà lúc trước còn là phòng bị cái ống nó hung cho cọc dây bên đại dây nè. Thank you.
chung mình bò ra mình cũng có cái cặn đó nha, nó đỡ được, đỡ được phần nào. Bò mập nhỏ xíu à, trời ơi thằng nào ơi, xe nó thông cảm ý nha. Chỗ này không có sửa được rồi. Ôi khô mập quá. Ây da. Trời ơi chảy mặt hết. Trời ơi được miếng mặt. Thất bại tại kỹ năng. Đó không được xỉ mặt nữa. Leo cái cây này nó cực khổ. Miếng à, mặt nó biết vẫn không lại đâu. Có luôn rồi nhà, xuống à. Trời ơi mặt. Mệt. Thế vậy chứ không phải vậy đâu mày ơi. Quá trời. Ôi giờ thấy không? Tuốt cao lên trên ngọn cây rồi không phải thấp đâu. Đó. Đó. Không. Còn có mặt đó thôi, giờ cứ xuống nhà, xuống với cái làm đi làm. Để cho cả nhà xem cặp cái tay một chút. Nó bị thiếu luôn nha cả nhà. Nên mình sẽ buộc cái dây này nó an toàn cho mình được một phần nào. Đúng.
có cọng dây này thì nó đỡ một chút thôi. Chỗ này đáng lẽ một lít mà cái gì á thì cũng được. Ít mệt à, leo được rồi mà tới xuống trời ơi, hết muốn xuống luôn. Hải ơi, nghĩ năng xuống đi nha, khá là mệt luôn, đổ mồ hôi hột luôn, khá cao nữa. Đây, mệt. Trời ơi, nguyên mệt à. Không được xì á các nhà, thấy bự gì không được xì đâu, khô queo à. Thôi, giờ thì Hiếu xin up video các nhà, các nhà xem thì thấy thương Hiếu thì nhớ cho Hiếu xin một like, một lượt đăng ký để mỗi có động lực làm những video tiếp theo nha. Giờ thì Hiếu xin up video, bye.